Trung Quốc ngày 29 tháng 6 loan báo sẽ áp đặt hạn chế visa đối với những cá nhân Mỹ can thiệp vào các vấn đề liên hệ đến Hong Kong, vài ngày sau khi Thượng viện Mỹ thông qua một dự luật chế tài các doanh nghiệp và cá nhân phá hoại sự tự trị của Hong Kong. Dự luật của Thượng viện Mỹ nhắm vào các đơn vị cảnh sát đàn áp người biểu tình Hong Kong, cũng như các giới chức Đảng Cộng sản Trung Quốc chịu trách nhiệm ban hành luật an ninh quốc gia lên Hong Kong. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 29 tháng 6 tuyên bố dự luật của Mỹ vi phạm những chuẩn mực căn bản của luật quốc tế và các quan hệ quốc tế. Ông nhấn mạnh không một sự can thiệp bên ngoài nào có thể ngăn chặn việc thi hành luật an ninh quốc gia mà những người chỉ trích cho rằng sẽ vi phạm nghiêm trọng nhân quyền tại Hong Kong. Ông Triệu cũng bác bỏ tin của AP nói rằng chính phủ Trung Quốc đang dùng những biện pháp khắc nghiệt để giảm tỷ lệ sinh sản trong một phần dân số người Uighur và những sắc tộc thiểu số khác. Dù từng có các cá nhân lên tiếng về việc bị cưỡng bách ngừa thai, nhưng việc này có quy mô và có hệ thống hơn những gì được biết. Theo một cuộc điều tra của AP, căn cứ trên thống kê của chính phủ, tài liệu của nhà nước và phỏng vấn 30 cựu tù nhân, thân nhân và cựu giám thị trong các trung tâm giam giữ người Uighur. Chiến dịch trong 4 năm qua tại vùng Tân Cương đưa đến điều mà một số chuyên gia gọi là một hình thức diệt chủng dân số học. Người phát ngôn Triệu Lập Kiên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, "Chúng tôi đảm bảo những quyền hợp pháp và lợi ích của các xã dân thiểu số và cho rằng các tin tức vừa kể là hoàn toàn vô căn cứ, xuất phát từ những động cơ có ẩn ý."